cái mặt mày nó có biết sao nó cười á, nó cười có hai cái bên đây nè. Găng loài sĩ. À găng loài sĩ. À đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Chú bộ đội cũng có hai cái găng. Mặt nó hơi nhọn chút, hơi dài. Ừ đúng rồi. Hay còn chú Tư á. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Em cô nói là một mặt hơi tròn. Dạ. Đúng rồi, người như vậy là giống mẹ, người giống cha vậy đó. Dạ 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 dạ, đúng rồi. Cái mặt dài, mặt chú Sen là hơi dài phải không? Hơi dài chú Tư. Nhưng mà đúng rồi. Hai con loài sĩ. Đây cái bụng nó, cái bụng hai bên này có cái đốt á. Đốt. Rồi à. Dạ dạ dạ. Rồi là rất là trùng hợp rồi. Dạ. Thân nào đủ 3 năm 6 tháng chui trở về nó không thấy về tôi cũng buồn lắm á. Dạ. Kính thưa cô chú anh chị, quý vị và các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà của chú Ngô Hiền. Đây là người rất quan trọng để chúng ta mà biết về chú bộ đội, đó là ngày xưa chú Ngô Hiền là đi bộ đội chung với chú Sen luôn hả chú? Dạ dạ. Rồi chú ơi, chú kể là con nghe ngày xưa là mình đi vào năm nào á? Hồi nhập ngũ thì ngày 10 tháng 2 là năm 85 đợt đầu. Dạ. Ấy học chung trường ở thị xã Sóc Trăng đó. Dạ. Chung một trường. Dạ. 4 tháng lên Campuchia tỉnh Cô Công. Dạ. Cũng chung một lượt đúng không? Dạ. Hay sau này chuyển lên cái sư đoàn 4. Dạ. Cũng chung một lượt luôn. Dạ. Chung đoàn 20 cũng chung một lượt. Dạ. Và sau này các tiểu đoàn hơi khác. Dạ. Lâm Xé là ở địa tiểu đoàn 5. Dạ. Hay còn Ngô Hiền thì ở tiểu đoàn 4 tôi nè. Dạ. Hay sau này là bẻ rồi. Dạ. Hay sau này 3 năm qua 6 tháng từ tôi phục dân về mà nhỏ cháu tôi chưa thấy gì. À. Đó, mất tất cả đó. Dạ. Mà phục dân á cuối năm 84 mới được phục dân về nhà, cái năm 88 á. Dạ. Phục dân về nhà. Thấy mình xé luôn không thấy gì đâu. 3 năm sau là 3 năm 6 tháng sau là giờ phục dân đầu năm cuối năm 88. Dạ. Vì là chú được phục viên về. Dạ, được phục viên. Nhưng mà về. Lúc đó là tại vì do ở khác tiểu đoàn nên chú không biết tung tích của chú Sen. Mà cách tiểu đoàn nó xa nhau. Xa nhau. Do mình liên lạc không được. Dạ. Vậy đó. À. Khi mà chú về đây thì chú cũng không biết là chú Sen là ở đâu luôn. Không biết ở đâu. Dạ. Bởi vì cái mình bộ binh mà liên lạc không có được. Dạ. Ấy sao nào trở về á. Trở về thấy thầy con cháu nó ở đây cũng khó khăn. Dạ. Thì nó ở nhỏ cháu này nó ở với chú đó. Dạ. Chú đó. Yeah. Nó ở với chú Út đó. Yeah. thấy khó khăn quá, gia đình hoàn cảnh ăn này ăn kia nó không hơi phức tạp á. Yeah. Nó ở đỡ với người ta lại nuôi cháu rồi tôi ba đứa. Yeah. Đứa con của anh hai, đứa yeah. con của anh ba. Yeah. Hay đứa bà già nữa. Yeah. Vậy đó. Yeah. Có bao nhiêu đó tôi biết nhiều rồi tôi nói nhiều đó. Yeah. Vậy là thời trẻ thì chú có những cái kỷ niệm nào với chú Sen không chú? Cái tâm hình hiện tại bây giờ nó lâu năm rồi nó giảm hết trơn, nó lem hết trơn, không thấy rõ, bây giờ nó tan hết rồi. Tan hết hả chú? Dạ. Bây giờ còn không chú? Bây giờ còn tắm đâu? Không còn. Không còn luôn, mưa dột là hư luôn. Mưa dột. Hồi đó rồi nhà nước chưa cho nhà đó thì dạ. lọc lá không à. Dạ. Vậy là cái tấm hình đó là cũng bị lem, bị hư luôn hả cô? Hư tấm hình luôn. Lem hết luôn. Coi không thấy gì. Nếu mà nếu mà chú muốn lấy chân cớ thì qua bên đây chụp cái bản chương của tôi nè. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Không có được đi đâu hết. Dạ dạ dạ. Dạ. Bà 97 tuổi rồi. 97 tuổi. Dạ dạ dạ. Không bà lên xuống không. Dạ con chào bà. Dạ con chào bà. Đi lang vợ thấy thấy. Mà nó lang ngồi cho. Thôi đợi để cho bà nằm đi. Dạ dạ dạ. Lên dạ. Không ở dạ. Ở đây là của đây này hồi tôi ở chiến trường thì cái quân chương chiến sĩ dĩa giang của tôi là ở trong quân trường á. Dạ dạ. Đang giặt đó ha. Thì ấy sau này trở về thì Thủ tướng Nguyễn Đức Anh. Dạ. Dạ. Quân chương chiến sĩ dễ dàng á. Đây là quân chương của chú Ngô Hiền nè. Dạ. Ngô Văn Hiền. Dạ, hay con con cái bảng chiến công hàng ba. Dạ. Hay với cái bảng lại vô cổ chứng minh. Dạ dạ dạ. Dạ. À, chú ơi mình ra ngoài này đi, mình ra ngoài sáng mình đại diện tí xíu hả chú? Quý vị thấy không? Đồng đội của chú Sen là trở về và cũng được nhà nước tặng rất là nhiều huân chương để ghi nhận công lao của chú. Dạ.
chú gì mà cái thời ngày trẻ lúc mà chú Sên còn đây á, thì chú với chú Sên là có nghĩa là anh em với nhau cùng sớm. Cái bà già cô đó là kêu bà già tôi bằng gì lần á. Dạ. Nó thuộc là cháu đó. Dạ. Dạ. Mà hổng gài là chơi chú chắc cũng có coi clip nhưng mà có chú có nhận ra không chú? Bây giờ bắt bà dòm hốt thấy ra cái dân nào có dòm mặt như vậy đó. À, là dòm ở ngoài thì mới nhận ra. À. Còn mà keo coi điện thoại là chú không có nhận ra, bị mờ. Dạ mờ. À, dạ. Hồi đó có ngủ ông đi mà ông không đi đó. Đâu, dạ, con kẹp, coi cháu nè. Kẹp mà già này nè, thấy cháu hai đứa rồi. Bà già, còn em không xuống bả. À, phải có chú đi được là đỡ quá. Ừ. Dạ. Bây giờ là ta đi. Nhưng chú xe với chú Út với anh hai của nó đó, mới giống nhau. Mới giống không? Xe nó giống cái tướng đó đi khác hẳn nha. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Nó đâu phải đỡ và cái mặt mày nó có biết sao nó cười á, nó cười có hai cái bên đây nè, găng loài sĩ á. À, găng loài sĩ. À, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Chú bộ đội cũng em, hai cái găng. Mặt nó hơi nhọn chút, hơi dài. Ừ, đúng rồi. Hay còn chú Tư á. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, đúng chú, rồi. Em cô nói là một mặt hơi tròn. Dạ. Đúng rồi, người đúng rồi đó. Như vậy là giống mẹ, người giống cha vậy đó. Dạ, 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 đúng rồi. Cái mặt dài, mặt chú Sen là hơi dài phải không? Hơi dài chú Tư. Ừ, nó cười nhưng mà đúng rồi. Hai con loài sĩ. Đây cái bụng nó, cái bụng hai bên này có cái đốt á. Đốt. Rồi à. Dạ dạ dạ. Rồi là rất là trùng hợp rồi. Dạ dạ dạ. Thì chú ơi thật là hổng gài mà chú nhìn không rõ trong cái clip á thì chú bộ đội là cũng có ba cũng đốt cái bụng nè. Hổng gài nó lên mạng gì tôi dùm dữ lắm mà coi không rõ. Không rõ phải không? Đó. Đó đó. Dạ 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 dạ. Nói gì? Đây là cái căn cứ rất là quan trọng. Dạ. Hình như là chú Sen giống ba nhiều hơn phải không chú? Chú Sen hả? Dạ. Chú Sen ít giống ba, nó giống mẹ. Giống mẹ phải không? Chứ có mẹ mặt hơi dài. Ờ, nhưng mà mình không có thấy được cái hình của bà nội. Giống cha ha. Ờ. Giống cha là chỉ cho hình phải không? Thằng thứ hai. Dạ. À, với thằng thứ tư. Dạ. Hay còn nó thứ ba là không giống như của đội, mặt nó hơi tròn. Hơi dài. Hơi nhọn dài. Giống Út nhiều quá. Ôi nhập tụ biết sao, tôi 42 kg, nó được có 37 à. À, nhỏ, nhỏ con phải không? Dạ. Ừ. Dạ, dạ, dạ. Thì nhìn là chú bộ đội cũng rất là nhỏ con, nhỏ xíu con thôi. Dạ. 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 Mà tin tức sao mà mình chở về, nó không thấy về, nó mới cái vụ đó. Dạ. Rồi, dạ. À, dạ. Mà thấy tội nghiệp nó, mà tại sao mình về, nó đâu bỏ con hai đứa, đúng ra đủ năm, đủ tháng người ta về. Dạ. Mà không thấy về, nó chết cái vụ đó. Bởi vậy, mình chú cũng không biết nguyên nhân gì sao phải không, mất tích phải không? Tôi còn không biết, nó bữa xa xa. Dạ. Nhằm khi tiểu đường bơm á, thì nó ở Sóc Trăng. Dạ. Hay còn tiểu đường năm như tỷ là thằng chị vậy đó. Dạ. Hay mà cách hai cái đồi núi luôn sao mà liên lạc được, mình cũng bính mà. Dạ. Nó vậy đó. Anh phải coi đó, đó. Dạ. Anh nhau. Dạ. Vậy là chú về đây bây giờ chú được mấy người con rồi chú? 4 đứa. À, dạ, dạ. Trai không à? Dạ, dạ. Bây giờ đâu có ai ở nhà đó, tôi đứa bây giờ mới 96 tuổi. Dạ. Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi chú? Hả? Năm nay chú bao nhiêu tuổi chú? Năm 57 à? 57. 57. Dạ, đây là bà xã của... Dạ, bà xã. À, đây là bà xã của chú Ngô Hiền nè. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Tôi 59 tuổi. 59 tuổi. Lớn hơn 2 tuổi. Dạ. Dạ. Nhỏ ao dạng được có 25 ngày à. À dạ dạ. Vậy là chú đi 3 năm 6 tháng. Dạ 3 năm 6 tháng. Vậy lúc đó là thiếp ở nhà. Dạ. Dạ. Dạ dạ dạ. Bây giờ bà chỉ không có đi đâu. Đi không nổi. Mọc lên mọc xuống không. Dạ. Ở đây là hàng xóm rất là đông hả? Đúng rồi, ông xem gì, ông gì, bộ đội gì, anh ta lại coi. Thì chắc có lẽ là mình xét nghiệm thử ADN chắc có 1-2 ngày nữa có kết quả rồi. Dạ, dạ. Trời ơi, nói chuyện với chú cùng mong yêu cầu nó phải rồi được rồi. Dạ. Ai cũng mừng á. Ai đâu có sai, con sai cha mẹ đâu. Dạ. Phải rồi. Dạ. Cho tôi cùng mong nó biết, cha mẹ đâu, nó xung hợp với nhau cũng được lắm. Dạ, dạ. Tôi mừng cái vụ đó. Dạ, dạ. Nếu mà phải chú về chắc là chú nhìn là chú biết hả chú? Ừ. Nhìn ở ngoài là biết phải không chú? Nhìn tôi biết rồi. Dạ. Dạ. Đây là cái gì, thế là chú Ngô Hiền là đồng đội ngày xưa của chú Sê đây. Dạ. Chủ yếu còn khác cả trung đoàn tiểu đoàn ha. Dạ. Dạ. Đi một ngày. Đi một ngày luôn á. Dạ. Hai chú cháu là đi lên luôn, không có đi xuống. Yeah. Thân, yeah. Thân nào đủ 3 năm 6 tháng chui trở về, nó không thấy về, tôi cũng buồn lắm á. Yeah. Đi, chồng tôi thấy lại rồi, xe không được.
lại là cũng buồn. Dạ. Tại vì thấy giống như là đồng đội của chú mà thấy mất tích đâu mà không có về đó phải không Thiếm? Không biết sao, không thấy về. Dạ. Chứ ngày xưa là chú về bằng xe hả chú? Bằng xe loại xe CMC mình đó. Dạ, loại dạ. Xe nhà binh ở đó đó. Dạ dạ. Rước về đưa mình về. Đưa mình về tới quân khu chính đó. Dạ dạ. Ê, sau này tỉnh nào về tỉnh ấy. Dạ. Sau này qua thị xã Sóc Trăng đi làm giấy tờ bên đây nè. Dạ. Dạ. Thì từ lúc mà chú về là chú cũng không biết tung tích của chú xe không luôn. Biết luôn. Dạ. Đi 3 năm 6 tháng gặp có một lần một ở bên cầu treo một á. Dạ. Ở giáp ranh hồi đơn vị tôi ở 2 năm 9 đó biết sao không? Dạ. Gần sau hè thủ đủ một con cóc của xe lăn á. À. Mình ở trên đội đó nó ở dưới nè. Dạ. Chừng nào đủ tháng đủ năm thì về luôn à. Không dạ. Có trốn tránh nhiệm vụ được không? Dạ. Rồi con cảm ơn chú về cuộc trò chuyện hôm nay để mọi người là hình dung được đồng đội của chú Sen kể về chú mà cái thời điểm đó. Dạ cảm ơn chú rất nhiều và con hy vọng một hai ngày nữa có kết quả thì con hy vọng đó là chú Sen để về là đồng đội mình gặp nhau. Nhưng bây giờ tôi với chú dọn mặt thật vậy mới được, ta gặp nhau thì biết ai là ai hay còn dọn cái điện thoại cho mình mờ á. Dạ dạ. Dạ thì tất cả chúng ta đều hy vọng đó là chú Sen. Dạ dạ. Là tất cả chúng ta đều mừng nếu mà phải. Dạ. Rồi cảm ơn chú.